你叫我，那秘境吻痕仍然是你抱住我，那秘境都只顾太短，你的温暖，散漫的拉近秒落完，你的光圈，向你抱拳，与你时光，期望你阳光，能为我身处何方？ 能言能回到街道，只想见你可看见你即刻两眼发光，共你讲，能陪着你变快乐，只想见你讲，待在你身边，长期仰望，还了路，无法抵抗，是你认真宠我。 Quan gì chưa? Ăn chung đi. Cũng được. Con nghĩ cho công ty tôi thật sự rất cảm động. Cô quả thật là niềm tự hào của chúng tôi. Nhưng mà làm việc cũng phải nghỉ ngơi chứ. Bản báo cáo này giao cho bên xử lý được rồi. Hai người ăn thông thả nha, không cần về đâu. Bye 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 bye. Sếp cô đi ăn rồi, chắc cô cũng không có gì lắm. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà hồi nãy ông chủ cũng có nói là làm việc cũng phải nghỉ ngơi mà. Đi mà, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời cô. Thiệt hả? Thiệt hả? Đi thôi. Ờ. Cho tôi hỏi, sau khi mấy con chó bị trúng độc sẽ có triệu chứng gì? Nếu mấy con chó bị trúng độc, triệu chứng đầu tiên là ói ị, sau đó là uể oải và bỏ ăn, hơn nữa còn bị khó thở và co thắt toàn thân, bỏ thêm thuốc chuột nữa thì có khả năng sẽ bị nội xuất huyết. Vậy nếu như sau khi khỏe lại rồi thì có di chứng gì hay không? Có khả năng nội tạng sẽ bị tổn thương suốt đời, bị mù, bị liệt, cần phải uống thuốc cả đời. Tôi cũng từng gặp nhiều rồi. À, vậy chủ nhân của tụi nó phải hết sức cẩn thận, nếu thời bất cẩn thì sẽ hối hận cả đời. À, phải rồi, tại sao anh lại có hứng thú tìm hiểu về vấn đề này vậy? Vì tôi vừa nhận một vụ án liên quan tới vấn đề này, nên mới tính hỏi cô để nắm rõ hơn thôi. Nếu cần tôi giúp việc, cứ việc lên tiếng. Cô nghe được họ đang nói gì không? Ai mà biết họ đang nói gì chứ, tôi đâu có biết khẩu ngữ. Có điều tôi thấy họ cứ nói không ngừng, có vẻ cũng hợp gu lắm. Nè, anh đoán coi có phải luật sư La đang theo đuổi bác sĩ Kim không? Nhìn có xứng đâu. Xét về mặt mũi, thân hình, sức quyến rũ, bác sĩ Kim đều có đủ. Đẹp trai, chu đáo, có phong cách, luật sư La cũng đều có đủ. Nhìn kỹ lại, hai người họ thật sự rất xứng đôi. Nếu họ không bên nhau thì đúng là rất vô lý. Bởi mới nói cô là người chưa trải qua sự đời. Nhìn sự việc đừng nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Sao cô biết người đó tiếp cận chị Bao La là có ý đồ tốt chứ? Cô không cho người ta có ý đồ xấu sao? Có ý đồ xấu gì chứ? Tôi không biết, giờ đang quan sát nè. Theo tôi thấy, bác sĩ Kim mà cặp bồ thì tôi sẽ được thoát nạn. Tại sao? Nếu bác sĩ Kim được bao bọc trong tình yêu thì sẽ không dễ dàng nổi nóng, không cần phải suốt ngày bắt bẻ tôi. Cô làm gì được sơ sài quá, người ta sẽ không bắt bẻ cô thôi. Uông Thanh Nhân, có phải đang nói móc tôi không hả? Ý của anh là sao đây? Xin lỗi nha, tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ có ý với cổ thôi. Bình thường cô có hay uống espresso không? À không, tôi cảm thấy nồng với đắng quá. Đắng thì chưa chắc đắng lắm đâu. Bỏ ít đường, đừng quậy lên, để nó chìm xuống đáy, để nó từ từ hòa lẫn với vị đắng. Vậy thì dễ uống hơn nhiều. Cô thử đi. Không cần đâu, tôi có rồi, anh uống đi. Vừa lắm. Có khi nào thấy Kim Quỳ định ăn đồ ngọt bao giờ đâu chứ. Tại lanh đi bỏ đường vô cà phê nữa. Uống vào cũng ok đó. Uống hết ly đó đi ha. Coi chừng cô trở thành Bao La mập cho coi. Cứ ngồi lãm nhảm y như ông bác vậy. Chuyện của người ta liên quan gì tới anh chứ? Ủa, cô không muốn biết họ đang làm gì hay sao? Không có hứng thú. Tôi đang suy nghĩ, nếu như chị Bao La dụ được luật sư La, vậy thì có khả năng cô trình sự góp vốn vào phòng khám của chúng ta đó. Liên quan gì tôi chứ, ông chủ đâu có chia cổ phần cho tôi. Vậy mà vẫn chưa hiểu hả? Nếu cô trình góp vốn vậy thì phòng khám sẽ có khách, mà nếu phòng khám làm ăn phát đạt thì có khả năng ông chủ sẽ mở thêm chi nhánh, nói không chừng sẽ chuyển chị Bao La qua bên đó, vậy thì cô không bị bắt bẻ nữa rồi. Ồ ha, hình như nó cũng có lý đó, tôi phải quan sát họ kỹ mới được. Họ đã gọi phần ăn dành cho hai người, còn ăn chung món tráng miệng nữa chứ. Có kêu một ly nước hàng ngữ không? Vậy thì không, nhưng luật sư La có gọi một ly cà phê cho bác sĩ Kim, còn tự tay thêm đường giùm cho cổ. Đẹp trai lại rất chu đáo, đúng là ngưỡng mộ quá đi. Ba vị đồng nghiệp nữ, mấy cô đúng là còn quá trẻ mà, đừng nên để mấy chuyện đó che đậy đôi mắt của mấy cô. Đẹp trai chỉ là nhất thời, chung tình mới là suốt đời đó. Phải đưa tầm mắt ra xa hơn, mấy cô như vậy sẽ khiến ba má của mình buồn đó hả?
Hai cô có nghe U Thanh Nhân nói gì không? Cậu ấy nói chúng ta vẫn còn quá trẻ, có phải đang khen tôi không? Thì ra nhìn tôi cũng chỉ ngàn tuổi với hai cô thôi hả? Ừ trời. Bộ nhìn tôi trẻ tới vậy sao? Đẹp trai, học lực cao mà còn là đại luật sư, phải nói là giỏi của giỏi rồi. Thấy cô Trình nói chuyện với ảnh cũng phải nể ba phần, thì biết ảnh cũng có chút địa vị trong giới nhà giàu đó. Lần này bác sĩ Kim á lượm được hàng ngon rồi. Nó không chừng hai hôm nữa sẽ bí mật kết hôn thì sao? Sau đó tuyên bố có thai, xin nghỉ thai sản sớm luôn. Hai vị đồng nghiệp nam, hai anh đúng thật là trức gia trưởng. Phụ nữ không nông cạn, không dung tục như hai anh nghĩ đâu. Tình cảm sao có thể xét về điều kiện, xét về tài giỏi chứ. Tình cảm thì chính là tình cảm, phải xét về cảm giác, là feel đó. Cô có đồng ý với cái nói của tôi không chị Mia? Tính ra luật sư La thật sự rất hấp dẫn. Luôn cả người có chồng như tôi cũng cảm thấy có chút độc lòng. Cô thật sự quá đáng lắm đó chị Mia. Cô có nghĩ tới cảm nhận của chồng cô không? Mà cái người này đúng là khó mà lý giải được. Sao luật sư La hẹn cổ cũng không hẹn tôi vậy? Thật ra nhìn hai người họ cũng xứng đôi thiệt. Cô không cần phải ngưỡng mộ, nó không chừng xoay lưng cái thì người định mệnh của đời cô sẽ xuất hiện ở trước mặt cô thì sao? Người định mệnh của đời tôi là anh hả? Không phải chứ. Đồng nghiệp à, hai cô đúng là rất... Tôi thật sự không biết phải hình dung hai cô ra sao nữa. Trên đời này không hề có người định mệnh đâu ha. Hai cô bớt phim hàng lại đi, hai cô bị trúng độc quá nặng rồi. Quá nặng rồi đó. Anh đang nghĩ gì mà đơ người ra vậy? Tôi đang suy nghĩ. Cậu cảm thấy con người của La Đình Phong ra sao? Thì một người đàn ông. Có điều dạo này ảnh hay gọi điện cho má tôi lắm. Bộ họ có nhiều chuyện nói lắm sao? Tôi lo coi phim nên không nghe rõ. Mà tôi thấy má vừa nói vừa cười thì phải. Hình như má cậu cũng thích ảnh lắm thì phải. Chắc vậy, nhưng mà tôi thì không thích ảnh cho lắm. Cậu cũng cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi ngửi được hôm ảnh ngồi xuống vuốt da tôi ngửi được trên người ảnh có mùi của những con chó khác, chưa kể còn có những mùi khác nữa. Nói chung có khó ngửi, lại còn sợ đầu sợ cổ tôi nữa, thấy ghét thiệt chứ. Đối với chó còn ghê tiện như vậy, đổi ngược là má cậu thì sao chống đỡ được chứ? Chắc không đâu. Ai nói không chứ, dĩ nhiên là có rồi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh đó Donut. Cậu cũng đâu muốn má cậu gặp nguy hiểm phải không? Vì sự an toàn của má cậu, sau này hãy La Đình Phong có gọi điện tới thì cậu phải đưa hai cái lỗ tai lên nghe cậu ảnh đang nói gì, sau đó báo lại với tôi. Anh muốn tôi làm nội gián nữa? Nội gián mà cậu cũng biết sao? Người chuyên bán đứng chủ của mình chứ gì, trong phim Quái Kiệt Siêu Hạng hay nói. Tôi không muốn làm nội gián đâu. Mà sao dạo này anh quan tâm tới má tôi quá vậy? Bộ có sao? Chắc cũng có đó. Tại tôi là người tốt mà. Má cậu mất đi ba cậu đã tội lắm rồi. Mùi quen quá vậy. Là của La Định Phong. Đến hết. Ý cha, lại gặp được mày nữa rồi. Có thích không? Hello. Hi. Tôi nhận ra anh. Anh là đồng nghiệp làm trong phòng khám của bác sĩ Kim có đúng không? Ngồi trên người của hắn có ngửa muốn chết luôn. Kêu hắn đi giùm đi. Tôi cũng nhận ra anh. Luật sư La phải không? Sao đúng lúc vậy? Thả chó hả? À không, tôi không có nuôi chó. Tôi có mua một ít thức ăn cho Donut định là mang qua đưa bác sĩ Kim thôi. Phải rồi, bác sĩ Kim đâu? Cô đang bận nên tôi mới thả chó dùng cổ. Vậy sao? Thật ra Donut không có ham ăn lắm, chưa chắc cái nào nó cũng ăn đâu. Cậu làm chó có khí phách xíu được không? Thương ống thì còn nghĩ lại chứ khí phách đâu có ăn được. Cậu hết tương lai rồi, còn nó sẽ không nổi dáng. Bớt xạo đi ha. Được chơi với Donut đúng là phiền não gì cũng tan biến hết. À, luật sư La, thật ngại quá. Tôi với Donut phải về nhà rồi. Vậy phiền anh đưa túi đồ này cho bác sĩ Kim giùm tôi nha. Được chứ. Chúng ta chụp chung tấm hình nha. Bên đây. Quân địch mới cho cậu một ít lợi thôi là cậu đã bị đối phương chinh phục rồi. Anh em cũng bỏ mặt luôn. Xin lỗi mà. Dạo này xuất hiện nhiều kẻ xấu, cậu đừng thấy người ta mỉm cười với cậu là cậu xông tới như vậy chứ. Bắt cậu làm thịt là khỏi tìm luôn đó. Quên nhắc cậu là phải dằn kỹ mấy người bạn của cậu, đừng ra ngoài thấy đồ ăn là bỏ vô miệng. Lỡ như có độc ăn vào là chết luôn đó. Dù không thích chúng tôi cỡ nào đi nữa cũng đâu cần phải bỏ độc giết chúng tôi chứ. Thế giới này đang không ngừng thay đổi, ai cũng là kẻ biết người biết mặt không biết lòng. Cậu tưởng là ai cũng giống như tôi hay sao? Lương thiện tốt bụng lắm luôn. Làm người tốt thì làm tới cùng đi. Hai anh để thức ăn của tôi ở chỗ của anh. Lúc tôi muốn ăn tôi sẽ qua nhà tìm anh. Vậy thì không cần phải nhìn sắc mặt của má tôi nữa. Trời ơi, cậu cũng ba lanh lắm ha. Nè chờ xíu, để coi có gì bên trong nào. Hắn đã mua cái gì cho cậu ăn đây? Đồ mắc tiền đó nha. Hả? Wow. Tính ra hắn vì cô gái mà không ngại chi tiền luôn ha. Hắn không tiếc tiền chứng tỏ là hắn không phải kẻ xấu rồi. Chỉ biết ra vẻ thôi, đúng là kẻ mưu mô đó.
cậu đừng học theo đó nha. À, thì ra hắn không những chi rất nhiều tiền đi cô gái, còn bộ thường ngày hắn cũng xài tiền dữ lắm. Thịt nguội thôi cũng mua loại gần 150 đô một hộp lận. Hai, ê, ê, đồ nết à? Cái thằng quỷ sứ này chưa gì qua cầu rút dán đâu. Cảm ơn anh. Không có gì. À, thì ra Donut đã học theo cô. Dù gì quá cầu rút dán đó. Tôi đã giúp cô dẫn Donut ra ngoài nãy giờ. Cô cũng không mời tôi vào nhà ngồi xíu nữa. Hay là rót ly nước đền ơn cho tôi cũng không có luôn nữa. Thay vậy đi. Thật ngại quá đã làm phiền cô. Anh uống nước lọc phải không? Nếu có sữa tươi thì sữa tươi cũng được. Nè, sữa tươi cho chị Bao Lã đích thân rót. Không biết có bị tanh hay không ta. À, túi đồ này là của Wilson mua cho Donut ăn phải không? Sao cô biết vậy? Anh vừa nhắn tin cho tôi. Nhắn tin cho cô hả? Trời ơi, có cần mua nhiều vậy không? Thì bởi mới quen cô không bao lâu thì đã mua quá trời thức ăn cho chó của cô rồi. Tôi thấy ảnh cũng yêu chó lắm mà. Tôi cũng yêu ảnh lắm á. Nhưng khi không tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm. Anh đối xử với Donut nhiệt tình như vậy, có khi nào là muốn lấy Donut làm cớ để rồi có ý đồ gì khác hay không? Ngày đầu tiên anh quen Donut, anh chơi với nó cũng thân lắm mà. Anh có ý đồ gì không? Tôi với anh sao giống nhau được? Trước giờ tôi với thú cưng đều là duyên tới đỡ không nổi kia mà. Hèn chi anh lại lợi dụng thú cưng để kiếm tiền. Giờ đâu phải nói về tôi, đang nói về cô đó. Tình trạng hiện giờ của cô rất dễ bị người khác thừa cơ tấn công lắm. Tình trạng của tôi ra sao? Cô... xinh đẹp vậy. Tôi không phủ nhận cô là một người rất xinh đẹp. Xinh đẹp quá sẽ dễ thu hút mấy con ong bướm bay tới. Mấy con ong bướm sẽ làm cho cô qua mắt bối rối. Hãy bối rối thì cô sẽ gặp nguy hiểm đó. Nói chung tôi thân là đồng nghiệp và là hàng xóm của cô. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô như vậy thôi. Ly sữa của cô hay tanh, tôi không muốn nữa. À, tôi về nhà tắm cái. Đi chơi với Donut nãy giờ mồ hôi đổ quá trời luôn rồi. Nói sao nha. Nè, chuyện gì? Anh chưa thay giày kìa. Sao cô không nhắn tin cho tôi? Cô có số điện thoại của tôi mà. Tôi ở nhà kế bên thôi. Khủng thiệt chứ. Có người đã để hộp thức ăn chó ở chân núi. Sát thủ chó. Ở dưới tuổi, đầu mũi ra sao? Đã đội nón nên nhìn không rõ. Vị trí. Đi về hướng bến cảng, mặc áo khoác màu xám. Về nhà nhớ cất thật kỹ, quan trọng nhất đừng để trẻ con lấy được đó. Ừ, được, tôi biết rồi. Cảm ơn ủng hộ. Sao cô lại ở đây? Không giữ được nó sao? Wilson vì dẫn nó ra ngoài chơi rồi, sao vậy? Cô có đọc tin nhắn trong group chat ra tay cổng không? Có người chụp được kẻ tình nghi là sát thủ chó. Người này đang mặc áo khoác y như cái mà tôi vừa nhìn thấy Lucilla đang mặc đó. Wilson, không thể nào, chắc là trùng hợp rồi. Tôi thấy anh mua thuốc diệt chuột nữa. Chú đoán mà trước đó anh tặng cho Donut á. Bên trong có hai hóa đơn. Một trong số tờ hóa đơn đó đã ghi rất rõ anh đã mua rất nhiều hộp thịt nguội cùng chung một nhãn hiệu. Y chang như nhãn hiệu của hộp thịt nguội đã độc chết chó trong ngày vui từ thiện. Ban đầu tôi không có nghi ngờ, nhưng mà tôi thấy hành tung của anh rất là đáng nghi. Có phải anh đã nghĩ nhiều quá không? Sao Wilson lại là sát thủ chó chứ? Nếu phải thì anh đâu cần dẫn Donut ra ngoài chơi. Nếu nó gặp chuyện gì, anh đâu chối bỏ được. Nếu Donut gặp chuyện á, anh có thể đổ thừa cho Donut ham ăn. Được rồi, tôi biết là cô không muốn vu oan cho người tốt. Giờ cô gọi điện cho anh hỏi là anh đang ở đâu có được không? Coi như là mua sự an tâm vậy. Anh tắt máy rồi. Hả? Anh có nói sẽ đi đâu không? Anh nói sẽ đi leo núi đó. Donut à? Donut! Anh cứu tôi với. Cứu là rồi. Tiếng của Donut. Donut à? Donut! 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 Anh dừng tay! Donut! Này, chuyện gì? Donut! Anh làm gì vậy? Thanh Nhân, hiểu lầm thôi. Wilson chỉ muốn cứu Donut thôi mà. Đúng vậy á. Vừa rồi thấy Donut đạp trúng bầy bắt thú, nên tôi tính dùng dao giúp nó cắt bỏ mấy sợi dây kẽm thôi. Chỉ vậy thôi hả? Cũng may Lucilla mời tôi ăn bánh chó làm tôi phân tâm bớt. Nếu không thì đau chết luôn á.
Người bình thường đang yên đang lành lại lấy con dao ra trước mặt con chó trên núi như vậy, đâu biết có ý đồ gì. Tôi nghi ngờ anh cũng là chuyện bình thường thôi. Bộ nhìn mặt tôi giống sát thủ giết chó lắm sao? Đã nói anh Du Quang người tốt rồi mà. Không sao đâu, anh cũng chỉ lo lắng cho Donut thôi mà. Donut, nó có bị sao không? Tôi kiểm tra cho nó rồi, không sao. Anh không sao chứ? Tôi không sao hết. Xin lỗi nha, bình thường tôi có chơi taekwondo nên hay mạnh tay, nhưng mà tôi cũng không ngờ anh lại yếu tới như vậy. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng mà anh đừng nghĩ là Donut không sao thì anh sẽ thoát được nha. Tôi vẫn đang nghi ngờ anh là sát thủ giết chó đó. Anh cứ nói người ta là sát thủ giết chó, bằng chứng đâu? Đôi mắt chính là bằng chứng. Chính mắt tôi nhìn thấy anh đang mua thuốc chuột của ông chú bán ngoài lề đường. Cho phép tôi hỏi luật sư La, mua thuốc chuột để làm gì vậy? Nấu rồi ăn khuya hả? Hay là anh đang muốn hạ độc mấy con chó? Tôi có mua thuốc chuột đâu, tôi mua thuốc diệt gián mà. Chỗ tôi đang ở có rất nhiều gián, nên tôi đã vào nhóm cư dân Tây Cống tìm hiểu. Sau đó thấy có rất nhiều người giới thiệu ông chú bán đồ lề đường đó, nói là thuốc diệt gián của ông rất có hiệu quả, nên tôi tới mua thôi. Có bằng chứng không? Bằng chứng sao? Tôi có đăng mấy tấm hình này vào nhóm nè. Coi như là anh chứng minh được nhà anh có nhiều gián đi. Nhưng anh cũng không thể chứng minh là anh không có bỏ thuốc diệt gián vào thức ăn cho chó để giết hại chúng. Nói tới thức ăn, tại sao anh lại mua nhiều thịt nguội, xúc xứ, bồ đồ nha vậy chứ? Lại còn giống hệt như loại mà sát thủ giết chó ra mua nữa chứ. Hôm tổ chức hoạt động từ thiện, cô Trình có từng nhắc với tôi là Tây Cống có người bỏ thuốc độc vào thịt nguội để giết chó. Phải rồi, gần đây có rất nhiều vụ giết chó ở khu Tây Cống này. Tôi có thể giúp được gì không? Sau đó tôi về nhà đọc mấy tin tức có liên quan. Hung thủ này đã dùng thịt nguội của cùng một nhãn hiệu. Thì ra ở Tây Cống này chỉ có mỗi siêu thị gần bến tàu mới bán hiệu đồ hộp này thôi. Cho nên tôi quyết định đi mua hết toàn bộ thịt nguội của nhãn hiệu này về. Tôi còn trao đổi với ông chủ của siêu thị đó, nhân viên của ảnh sẽ theo dõi khu vực cửa ra vào. Nếu cần thiết thì có thể cung cấp bản ghi hình của camera. Nếu không tin, anh có thể đi hỏi ông chủ siêu thị. Lẽ ra tôi tính tìm ra manh mối sẽ báo với cô Trình liền, để cô nhờ các mối quan hệ của mình làm lớn chuyện này. Cho dù không bắt được hung thủ, ít ra cũng có thể khiến cho người dân quan tâm. Hy vọng làm vậy có thể ngăn cản hung thủ tiếp tục ra tay. Thì ra anh đã lên kế hoạch hết từ trước rồi. Vậy áo khoác này là sao đây? Áo khoác mà hung thủ giết chó mặc giống họ chỉ mẫu áo của anh luôn đó. Anh định giải thích như thế nào đây? Mấy mẫu áo khoác này nhà nhà đều có mà, bộ anh không có hả? Tôi có. Thì đó, anh đừng có suốt ngày nghĩ lung tung, hiểu lầm người ta nữa. Ảnh là người tốt mà, lần này anh sai rồi. Cậu thì biết gì chứ, cậu có nghe qua câu lù lù dắt lù chạy chứ? Cái lù mà biết chạy sao, anh không gạt được tôi đâu. Donut nói với tôi là nó rất sợ, vì nó vẫn chưa hiểu là hai người quen biết được bao lâu mà anh lại mua nhiều quà cho nó như vậy, tốt với nó tới như vậy, lại còn ôm nó để chụp hình chung nữa chứ. Nó không biết là anh có ý đồ gì không, đằng sau hành vi đó là chuyện gì đây? Hả? Tôi đâu có nói vậy đâu. Anh nhìn đi, tôi đang hỏi đó. Con chó này tên là Đình Đình, cậu bé mặc áo vàng là tôi. Đình Đình là con chó mà lúc nhỏ tôi nuôi, nhưng mà sống với tôi được có một năm thì mắc bệnh qua đời. Sau đó nhà tôi không còn nuôi thêm con chó nào nữa. Sau khi nó mất rồi tôi mới nhận ra. Thì ra trước giờ tôi không chụp chung với nó tấm hình nào. Tôi cảm thấy rất buồn, rất hối hận. Cho tới khi tôi nhìn thấy Donut giống hệt như Đình Đình vậy. Xin lỗi nha Donut, lần nào cũng đòi chụp hình chung với mày là mày sợ rồi. Giờ đã làm rõ hết toàn bộ chuyện này rồi, đã làm sai còn không nói lời xin lỗi. Anh có câu chuyện cảm động như vậy thì phải nói sớm chứ. Anh làm nhiều thứ như vậy dễ làm cho người khác hiểu lầm lắm đó. Xin lỗi nha. Tôi về trước đây, không phiền hai người nữa. Nè, đôi giày của anh kìa. Trời, lại mang dép của mình về nữa. Sau này tôi có thể tới thăm Donut thường xuyên hơn không? Đương nhiên là được rồi. Địch địch chứ gì. Lần trước hiểu lầm anh như vậy thật ngại quá. Bữa ăn này để tôi mời, coi như xin lỗi anh nha. Không cần đâu, chẳng qua là vì hai người lo lắng cho Donut thôi. Quan trọng là bây giờ Donut không sao. Tóm lại anh không để tôi mời thì tôi không yên lòng đâu. Nghiêm trọng vậy sao? Cảm ơn. Cảm ơn. Ăn thôi. Cô không ăn hành sao? Ừ, lại quên dặn không bỏ hành. Hola. Helen, trời ơi, lâu rồi không gặp nha. Lâu rồi không gặp. Cô tới đây làm gì vậy? Tới Tây Cống chơi hả? Không có, tôi mới dọn tới Tây Cống không bao lâu đâu. Hôm nay có bạn hẹn ăn cơm. Ảnh là Wilson, cô là Helen. Cô là nhân viên của Thiên Sứ Thú Cưng.
Xin chào. Donut. Nè. Helena, cô có bận gì không? Nếu không bận thì ngồi xuống cùng ăn một bữa, sẵn tiện nói chuyện chút đi, lâu rồi không gặp mà. Có làm phiền hai người không hả? Không đâu, cùng ngồi ăn đi. Lại đi. Được rồi. Tôi với Helen quen biết nhau khi đi làm từ thiện ở Thiên Sứ Thú Cưng. Lúc đó cũng may nhờ có cô, nếu không bỏ cuộc hết rồi. Sao mà bằng cô được? Một mình cô phải ở trong trại chó để chăm sóc mấy chục con chó hoang, cô mới là người vất vả nhất. Nhìn thấy mấy con chó hoang tìm được một chủ nhân mới thì vất vả cỡ nào cũng xứng đáng hết đó. Cũng giống như Donut vậy. Trước khi cô và Gia Hào nhận nuôi nó nhỏ xíu như vậy thôi hả? Chớp mắt vào cái, nó lớn như vậy rồi. Sao hả Donut? Con có ăn hiếp ba mẹ con không hả? Nó hư lắm đó, gần đây mới ngoan lại được một chút thôi. À phải rồi, cô với Gia Hào kết hôn chưa? Cô không có sao chứ? Tôi không sao, bị sặc nước thôi. Hồi đó sao cô lại nhận nuôi Donut vậy? Hảo Nam, cô làm cái gì vậy? Anh Đới, có chuyện gì vậy? À, bác sĩ Kim, à, không có, tôi dắt Hảo Nam đi dạo chơi. Lúc đầu vẫn còn bình thường, tự nhiên bây giờ nó như lên cơ, cứ nhìn qua đó sủa nãy giờ à. Đủ rồi Hảo Nam, im lặng đi. Hảo Nam, anh bị sao vậy? Tôi nhìn thấy sát thủ giết chó đó, người đó vừa đi ngang qua đây. Bộ anh nhận ra người đó hả? Tôi nhận ra mùi của người đó, giống hệt mùi mà hôm tôi bị ngộ độc đó. Đúng là có thoang thoảng mùi thuốc bắc đó. Còn có mùi đương quy và mùi thịt nguội nữa, chắc chắn hắn lại muốn đi giết chó nữa rồi. Hậu Nam. Hậu Nam à, anh rành hơn tôi mà, đi bên nào mới phải đây? Không ngửi thấy mùi nào nữa, đột nhiên có nhiều mùi quá. Không ngửi thấy mùi của sát thủ giết chó nữa. Donut. Trời ơi, cô có biết là như vậy là nguy hiểm lắm không? Sao tự nhiên hai đứa nó lại chạy nhanh như vậy chứ? Tôi thấy tụi nó giống như đang muốn bắt cướp vậy. Khứu giác của chó nhạy lắm, chắc là ngửi được mùi gì đó đặc biệt, gặp phải người nào đó đáng nghi. Anh Đới, vừa rồi anh đi đâu và gặp người nào đáng nghi hay không? Ê, Hậu Nam. Anh Đới, có chuyện gì vậy? À, tôi nhớ ra rồi. Vừa rồi ở bãi đậu xe có một người đàn ông đi ngang qua tôi, sau đó Hậu Nam cứ đòi đuổi theo. Có phải người đó mặc áo khoác xám không? Đúng rồi. Uông Thanh Nhân, tôi về nhà rồi. Sao hả? Cuối cùng cũng về rồi sao? Làm gì mà về tối quá vậy? Nguy hiểm lắm đó. Vừa rồi đã gặp sát thủ giết chó, tôi với Hạo Nam đã đuổi theo ăn. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo là tên sát thủ đó đã thoát được. Đúng là tức chết được mà. Còn gì nữa không? Sau đó thì má tôi cùng luật sư La tới sở cảnh sát để báo án đó. Sau đó thì sao? Sau đó thì đi về nhà thôi. Vậy thì cũng đỡ một chút. Làm sao đây? Làm sao để tìm được tên sát thủ giết chó đó đây? Tên Winston nói gì còn đang ở nhà cậu hả? Anh nói là tới nhà giúp má tôi sửa tivi á. Sửa tivi mà phải lên tới nhà sửa sao? Cao tài lắm đó. Xem tivi thư giãn thì tôi nghe qua rồi. Sửa tivi xong thư giãn thì tôi học hỏi đó. Như vậy nghĩa là sao? Là giải quyết luôn má cậu đó hả? Má cậu không biết gì cho nên mới tin hắn thôi. Đúng thật là rõ ràng hắn ta chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi à. Gì chứ? Tưởng là mua hết đống thịt nguội đó là có thể dùng được sát thủ giết chó lộ diện sao? Muốn làm màu thì cũng phải hợp lý một chút chứ. Không cho sát thủ giết chó ra mua mấy món khác sao? Cái này gọi là ra rẻ đó. Còn nói là làm luật sư suy nghĩ hạn hẹp mà. Donut, cậu nhớ tôi đã dạy cậu gì không? Biết. Biết người biết mặt nhưng mà không biết lòng đó. Cậu phải nhớ cho thật kỹ đó nha. Xong rồi. Chà, cảm ơn anh nhiều nha. Ban đầu tôi còn tưởng là dễ lắp lắm, nhưng ai ngờ ốc nào dùng vít nào còn chưa phân biệt rõ nữa. Cũng may có anh giúp đỡ đó. Chuyện nhỏ thôi mà. Tóm lại sau này cô có việc gì không làm được thì cứ gọi cho tôi. Vậy thì tôi lời lắm rồi. Mời có một bữa anh đã có thể gọi luật sư tới giúp đỡ rồi. Nếu như cần thiết thì tôi có thể làm luôn vấn đề tư vấn thông tin cũng được. Không nhất thiết phải là vấn đề liên quan tới pháp luật đâu. Nếu có điều gì băn khoăn có thể tìm tôi giải bày. Trong nhóm hàng xóm khu vực á, có người nói trưa nay lại có chó hoang bị ngộ độc, không thể cứu được nó. Rốt cuộc mấy con chó đó làm sai chuyện gì mà người đó lại dùng cách thức tàn nhẫn này để độc hại chúng chứ? Mấy con chó không làm gì sai hết mà là người đi hạ độc mới đúng. Vậy chúng ta có thể làm được gì đây? Thực ra chúng ta đã báo cảnh sát rồi, chắc cảnh sát cũng sẽ điều tra thôi. Vậy là tôi cũng có nói với cô Trình rồi. Sắp tới cô sẽ có vài buổi từ thiện về thú cưng. Sẽ nhân cơ hội này nói với các phóng viên nhờ họ đăng bài giùm, hy vọng có thể mau chóng bắt được hắn. Phải mau nghĩ cách mới được. Không được để mấy con chó bị tổn thương nữa.
Donut à, trời, Donut à, cậu làm cái gì vậy? Cứu tôi. Sao đầu tóc của cậu dựng lên hết rồi nè? Khổ lắm đó. Có chuyện gì? Má tôi sáng nay phải lên trên núi để dọn sạch mấy cái hộp thịt nguội có độc. Trời chưa sáng đã lên đường rồi, làm tới bây giờ luôn á. Dọn đồ thôi đâu phải dọn nhà chứ, sao làm ra bộ mặt thê thảm vậy nè? Trên núi kinh dị lắm đó, vừa bị ông đốt, vừa bị heo rừng đuổi theo, bị dấp cho một cái thì thành ra như vậy nè. Cậu cũng hài hước thật á. Chạy nhanh như vậy thì ra là tới đây tìm anh. Cô tự nói là chó quan hay sao? Cô để nó làm vậy là nguy hiểm lắm đó. Sao lại biết chuyện này? Vừa rồi Donut mới than với tôi đó. Cô cứ coi như tôi nói đùa đi. Tôi đã thấy cô ra khỏi nhà từ sớm, Donut lại quay về với bộ dạng này nữa. Tôi chỉ dựa theo tất cả những manh mối đó để suy luận ra thôi. Tôi nói như vậy cô sẽ dễ dàng chấp nhận hơn đúng không? Thật ra thì hôm nay cô dọn sạch thôi mấy đống thuốc độc đó, thì ngày mai sát thủ giết chó cũng sẽ để lại thôi. Vấn đề đó vẫn không giải quyết được đâu. Nếu không thì phải làm sao đây? Dọn được ngày nào hay ngày đó thôi, mắc còn mấy con chó bị hại nữa. Cô cũng chỉ có ý tốt thôi, nhưng chỉ được một lúc không thể diệt tận gốc. Cách thiết thực nhất vẫn là bắt được tên sát thủ. Ai mà không biết chứ, nhưng làm sao bắt được hắn đây? Chủ động tấn công đi. Vậy mà còn gọi là không chủ động hả? Đúng là cô có chủ động, nhưng mà phải động não một chút nữa chứ. Cô cứ nghĩ thử đi, chỉ có một sát thủ giết chó thôi, nhưng lại có rất nhiều khổ chủ. Giống như cậu, nhiều người thì làm gì cũng dễ. Điều chúng ta cần làm là thành lập một đội tình nguyện viên, tập hợp mọi người sẽ mau chóng bắt được hắn hơn. Anh nói dễ nghe lắm đó, nhưng phải có người chịu tham gia mới được. Chỉ riêng phòng khám của chúng ta thôi đã đủ một đội quân đội. Cộng thêm ở Tây Cống có nhiều người nuôi chó như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người ủng hộ chúng ta. Có đúng không? Cậu cũng đồng ý chứ? Nhưng mà ban ngày có nhiều lịch hẹn khám lắm. Ê, tôi sợ nắng lắm, chỉ cần phơi nắng là tôi sẽ bị trúng gió. Không phải, say nắng. Anh dẹp cái vụ trước đi, tên sát thủ đó có thể sẽ hành động vào rạng sáng, anh sẽ không có cơ hội say nắng đâu. Tôi không có thức khuya được đâu, tôi mà thức tới 12 giờ đêm nhìn tôi như xác chết vậy, nhớ tới phải đi cấp ẩm da. Cấp ẩm có thấy đỡ hơn đâu. Nè, buổi tối. Vợ tôi không cho tôi ra đường vào buổi tối. Tôi ở Vịnh Sài Loan đó, đâu phải ở Tây Cống đâu, vậy nha. Tôi hẹn gặp mặt làm quen bạn trai cả tuần rồi, anh có biết là mấy chuyện nhân viên này đâu có chờ chúng ta. Nè, lại chiêu này nữa. Nhận hành chim tinh, nói thật không nên ra đường buổi tối hả? Vậy thì cô... Xin lỗi nha, chồng tôi mới vừa bị thất nghiệp, tôi phải dành thời gian cho ảnh. Cô chức giả rồi. Anh Ben à, còn anh chắc là không có vấn đề gì đúng không? Alo, con nghe qua của ba. Mỗi tối trước khi đi ngủ con muốn ba kể chuyện cho con nghe đó hả? Không thành vấn đề đâu. Con anh lớn rồi mà. Nè, chị Lan à. Hả? Chuyện là vậy, thứ bảy này chị tới nhà tôi dọn dẹp mà. Phải. Hay là như vậy đi nha, tôi trả thêm cho chị 10 đô mỗi tiếng, sau khi chị tan ca thì cùng tôi lên núi làm từ thiện, cùng nhau bắt sát thủ giết chó, chị thấy có được không? Bắt sát thủ chó được đó. Phải. Hay lắm, hay lắm. Nhưng mà vậy nha, lỡ như tên sát thủ chó đó bị điên, dùng dao lên đâm vô ngực tôi, tôi sợ bảo hiểm không chịu chi trả. Hay là cậu chờ tôi mua lại bảo hiểm chịu chi phần này trước, tôi làm việc trước đi. Đồ chị Lan à, việc này nghiêm trọng. Tôi đi đây. Bác sĩ Ben, cần chữ ký của anh cho ca khám ngày hôm qua nè. Vụ gì vậy? Hả? Cảm ơn cô Định, giờ có cậu mà nó không còn giận tôi nữa. Tôi cảm ơn hộp sô-cô-la của anh mới phải đó. Hai cha con của anh làm gì giận nhau lâu được. Có gì cứ quay lại tìm tôi. Được. Ba anh xong, hẹn gặp lại. Chào buổi sáng, mời hai cô ăn sô-cô-la nè. Tốt vậy, được ăn sô-cô-la. Dĩ nhiên rồi, thành thủ ăn nha. Đi bắt sát thủ chó, đừng để cho hắn thoát. Hãy gia nhập đội tình nguyện bảo vệ chó. Có cần vậy không? Đi bắt sát thủ chó, đừng để cho hắn thoát. Hãy cùng với tôi bảo vệ những chú chó. Wow, cô có cảm thấy lạnh sống lưng không? Đâu cần phải lố vậy. Nhưng ảnh lo lắng cũng là chuyện bình thường. Cô y tá, con chó tôi ăn phải thịt hộp có độc, cô giúp tôi cứu nó với. Cô ơi, bình tĩnh trước đã. Bây giờ bác sĩ Kim không có ca khám. Mời cô bên này, tôi dẫn cô vào. Bác sĩ Kim, Tình Tình không sao rồi đúng không? Hồi nãy tôi đã giúp Tình Tình làm xét nghiệm PT và APPT. Tình Tình ăn phải chất chống đông, cũng có nghĩa là thuốc chuột mà chúng ta thường nói. Tôi vừa mới tiêm thuốc giải độc cho nó rồi. Cảm ơn bác sĩ Kim nhiều. Chăm sóc Tình Tình. Mời cô. Nhưng mà bác sĩ Kim à, dù gì cũng là thuốc độc, không biết là Tình Tình có gặp biến chứng gì không?
vậy phải chờ nó hồi phục rồi tiến hành việc kiểm tra tổng quát mới có thể xác định được. Nhưng mà tình hình ngộ độc của Tình Tình không mấy nghiêm trọng, thông thường sẽ không gây biến chứng gì, cô cũng đừng lo quá. À, nhưng mà nó ăn phải thịt nguội có độc ở đâu vậy? Tôi sáng nay dẫn nó đi leo núi, nhất thời sơ ý cho nên nó ăn phải thịt hộp có độc ở bên đường. Ừ, dẫn chó ra ngoài nhất định phải canh chừng kỹ. Gần đây Tây Cống có người chuốc độc những chú chó, đương nhiên rất nhiều chú chó gặp nạn, cô nhớ phải để ý. Sau này tôi sẽ để ý kỹ hơn. Ừ. Tôi xem hồ sơ hàng năm, cô đều dẫn Tình Tình tới kiểm tra sức khỏe, mọi chỉ số của nó đều rất tốt. Cơ thể cũng không có vấn đề gì cần theo dõi. Tôi chỉ kê đơn thuốc uống cho 2 ngày giúp Tình Tình mau hồi phục thôi. Cảm ơn bác sĩ Kim. À, không có gì. Còn vấn đề gì nữa hay không? Có gì cô cứ hỏi. Những chú chó không khỏe, không thể tự nói được, phải nhờ chủ của mình. Phát hiện vấn đề sớm thì được điều trị sớm hơn. Không, dạo này cảm thấy Tình Tình có chút gì đó kỳ lạ. Từ nhỏ tới lớn nó luôn nghe lời tôi và dính lấy tôi. Nhưng mà không hiểu tại sao 2 ngày nay nó cứ trốn dưới gầm giường thôi. Tôi muốn chơi với nó cũng không thèm quan tâm. Nó làm vậy nè bác sĩ Kim. Gần đây ở nhà cô có gì thay đổi không? Hàng xóm có ai sửa nhà không? Không có. Cuộc sống hàng ngày có thay đổi gì không? Cũng không. Gần đây cô mới đưa nó đi leo núi hay là cô có thói quen này lâu rồi? Trước giờ vẫn vậy, nó thích đi leo núi lắm. Tình Tình ngoài việc lần này ăn nhầm thịt nguội có độc, nó ở trước đó có gặp phải chuyện gì hoặc bị gì đó làm hoảng sợ không? Không, không có. Có lẽ dạo này tôi bận ít chơi với nó. Chắc tôi chơi với nó nhiều hơn sẽ không sao. Nhầm chắc ăn hơn tôi nghĩ. Tình Tình ở lại theo dõi thêm vài ngày. Cảm ơn bác sĩ Kim. Chị Bao La, cô biết không, dưới sự hô hào của tôi, mọi người đều rất quan tâm tới việc tìm sát thủ chó. Cô ấy còn lập tức gia nhập đội tình nguyện của chúng ta nữa. Tuy là tạm thời chỉ mới có 1 thành viên thôi, nhưng mà chất lượng quan trọng hơn số lượng mà. Ừ. Sao vậy? Cô đang suy nghĩ gì sao? Trong tình huống gì mối quan hệ giữa chó và chủ nhân đang tốt đẹp, nhưng mà đột nhiên chú chó lại không có tinh thần ngó lơ người chủ, thậm chí có chút phản kháng nữa. Bị ngược đãi? Tôi đã tìm hiểu rồi. Trên người chú chó không có vết thương gì. Hơn nữa chủ nhân chú chó còn đưa nó đến khám định kỳ, luôn khám loại đắt tiền nhất, còn mua rất nhiều thực phẩm chức năng cho nó ăn nữa. Có thể thấy họ rất là thương chú chó. Nhiều lúc yêu thương và quan tâm thái quá cũng không hẳn là chuyện tốt đối với chú chó đâu. Có thể sẽ khiến cho chú chó gặp vấn đề áp lực ở mức độ nào đó, sản sinh ra tình trạng bị người ta ngược đãi về mặt tinh thần. Nghe người chủ nói chú chó bị ngộ độc do ăn phải thịt nguội có độc trong lúc leo núi. Trong lúc đưa nó tới phòng khám thì bàn chân chú chó rất sạch sẽ, một vết bẩn cũng không có. Hoàn toàn không giống từng ra ngoài. Có thể người ta lau chùi sạch mới nhận tới thì sao? Nếu chó của anh bị trúng độc á, anh lau sạch chân của nó trước hay là đưa nó đi khám bác sĩ trước vậy? Để xem chân nó dơ cỡ nào, hoặc là ngộ độc nặng cỡ nào. À, Tình Tình lại không chịu ăn rồi. Alo, tôi tên Đào Nết, cô tên là gì vậy? Sao cô phải ở lại vậy? Ở lại bao lâu? À, nhưng cô gặp chuyện gì cũng không thể thảm bằng tôi. Chủ của tôi thường xuyên ngược đãi tôi, làm cho tôi ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ, sống không bằng chết đó. Trên người anh đâu có vết thương, đâu giống bị người ta ngược đãi. À, trên người tôi không có vết thương, không giống bị người ta ngược đãi kìa. Cậu thử diễn tội nghiệp hơn, nó bị ngược đãi tinh thần đi. Ngược đãi tinh thần là gì? Ngược đãi tinh thần tức là người ta không đụng chạm nhưng mà cậu rất sợ. À, chủ của tôi không đánh tôi, còn tệ hơn đánh tôi nữa đó. Cổ hay dọa nạt tôi, cô ấy điên điên đó. Cô ấy thường hay đột nhiên la lớn lên, còn cố ý đứng gần tôi đập nát đồ đạc. Ngày nào cũng vậy, làm tôi sợ muốn chết luôn. Nếu chủ của cô cũng như vậy, cô có thể nói với tôi có thể ra mặt thay cho cô đó. Anh đừng ăn nói tầm bậy, chủ của tôi tốt với tôi lắm. Mặt mũi chủ của cô y như tuổi gian phi trong phim mà chủ tôi thường coi, rất độc ác. Có phải thường xuyên bỏ đói cô không? Tôi cấm anh nói má tôi như vậy. Có phải cô ta lấy dép chọi cô, lấy kim đâm cô hay là ném cô xuống đất không? Đủ rồi nha, nói xấu má tôi nữa tôi cắn anh đó. Hả? Uông Thanh Nhân, làm sao đây? Cậu nói hỏi nữa là cắn tôi đó.
Ôi thánh nhân, tôi không hỏi nữa, thả tôi ra ngoài đi. Tôi đã nói cậu rồi, cậu ở trong lòng làm sao mà cắn cậu được. Cậu đừng có nói lớn tiếng, coi chuyện đâu biết chúng ta thông đồng với nhau đó. Sao phải thông hai lòng với nhau? Thông hai lòng với nhau nó sẽ chạy qua cắn tôi đó. Con người này biết nghe anh nói chuyện hả? Hai người thông đồng với nhau. Hiện tại tôi ra trước đi, tôi không muốn chết đâu. Tôi sai rồi, vì đã quá đề cao cậu đó. Dựa vào trình báo của hàng xóm, thông thường thời gian hành động của sát thủ chó sẽ rơi vào khoảng từ 7 giờ tối cho tới 2 giờ sáng. Và địa điểm ra tay của hắn đa số là con đường leo núi của ngọn núi này đây. Và tối nay chúng ta phải lên núi tuần tra bắt sát thủ chó cho bằng được. Được. Ủa, sao mọi người tới trễ vậy? Thật ra chúng ta chỉ cần đợi chị Bảo La tới là có thể xuất phát rồi. Sao anh nói có rất nhiều thanh niên trai tráng tham gia mà? Có, nhưng lúc nào cũng nói trai đẹp không đáng tin cậy. Đức Qua thì nói là nhà có nhiều đột xuất, còn Ngạn Tổ thì nói là nhà có tang. Triều Dĩ còn tệ hơn nữa, nó là tối nay phải tăng ca, rác rưởi, tất cả đều vô dụng. Họ mà là thanh niên trai tráng hả? Họ không phải thanh niên trai tráng hả? Vậy thì tôi là thanh niên, anh ấy là trai tráng, có đủ hết rồi. Đúng đó, một người chọi 10 người. Tốt lắm, thôi mà cho chút không khí đi chứ. Đội hình của chúng ta mạnh mà, tới tận 4 người luôn đó. Đội chung trên mặt trời cũng được nữa kìa. Có gì chút nữa chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, tôi với chị Bao La một nhóm, cô với anh Đới một nhóm, hiệu suất cao lắm đó. Ngọn núi rộng lớn vậy mà chỉ có 4 người chúng ta, còn trai thế sáng vẫn chưa xong đó. Xin lỗi, tôi tới trễ. Đâu có trễ đâu, vừa kịp lúc mà. Đủ người rồi, đi thôi. À, vẫn chưa đủ, vẫn còn người đang tới. Hello. 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 Dạ. Ôi trời ơi, tốt quá rồi. Chắc là mọi người cảm động vì lời kêu gọi của tôi. Không. Lucilla nói với ông chủ, thì chúng tôi tới giúp đỡ. Cho nên ông chủ nể mặt anh ấy. Chắc chắn là anh biết Lucilla quen biết rộng, chắc chắn có lợi. Anh nói nếu bọn tôi tham gia được thêm 2 ngày phép. Tính ra cô biết điều đó. À, hy vọng anh ấy không nuốt lời. Vậy luật sư La đâu, ảnh có tới không? Anh đang tới. À, vừa nhắc đã xuất hiện rồi. Luật sư La. Xin lỗi, xin lỗi. Chào anh. Công ty có gì để tôi trễ. Chào anh. Quý sinh biết tối nay chúng ta hành động nên tự xin gia nhập, còn tìm thêm vài người hàng xóm để giúp đỡ. Mọi người vất vả rồi, cảm ơn. Như vậy mới là đội hình mạnh nè, học hỏi đi. Thông tin hành động ngày hôm nay đã gửi cho mọi người, có vấn đề gì không? Không, okay. Không vấn đề thì chia nhóm, một nam một nữ đi tiền hỗ trợ. Được. Tôi với cô một nhóm. Được thôi. Tôi thì cảm thấy nếu đã đông người như vậy á, nên chia 4 người một nhóm đi. Như vậy sẽ an toàn hơn. Nhất quyết tôi với chị Bao La, thay luật sư La với cô Y một nhóm. Được đó. Cũng được. Vậy chia nhóm xong chúng ta xuất phát đi. Được. Nè, anh có biết luật sư La mấy tuổi không? Nhìn mặt già vậy, chắc 40 mấy rồi. Vậy ảnh có bạn gái chưa? Nhìn cánh tay của ảnh cường tráng vậy, chắc là ảnh sống một mình rồi. Có bạn gái thì đã không ra ngoài khuya như vậy. Sao vậy, cô thích anh ta sao? Nè, cẩn thận. Nè, nhìn được một chút đi chứ. Đau quá à, uống thanh nhân anh làm gì vậy? Nè. Có chuyện gì vậy? Cô sao rồi? Đau quá à, tôi trật chân đi không nổi nữa rồi. Vậy giờ làm sao đi? Vậy hết cách rồi, đành phải kiếm người cõng cô xuống núi thôi. Nè, để tôi cõng cô, nhanh lên. Không được, nhìn anh thư sinh yếu ớt, không đủ mạnh mẽ, chắc là không hay vận động rồi, đâu có đủ sức. Có khi nào đang cõng tôi rồi bị lăn xuống vực không? Cô nói vậy thực sự đúng quá đi, nhưng mà giờ cô không đi được rồi. Vậy giờ phải làm sao đây? Phải xuống núi mà cách nào đi chứ? Không lẽ đi cô phải lăn xuống núi sao? Cứ để tôi. Được đó, luật sư La, nhìn là biết anh hay vận động rồi, tôi tin anh. Vậy chúng ta cùng nhau xuống núi. Không được. Nè, cô nghĩ đi. Khó khăn lắm chúng ta mới nhăn được lưới, tập hợp được mọi người tuần tra đủ 4 hướng. Lỡ như 4 người chúng ta khiến nỗ lực trở thành công cốc hết, thì làm sao có mặt mũi nhìn mọi người nữa. Lúc đó sẽ rất có lỗi với trời và đất đó. Phải đó, nếu để sát thủ chó chạy thoát thì thật không đáng. Nhưng cô... Thôi cõng cô xuống núi. Vậy hai người tiếp tục tìm nha. Đúng là tốt quá đi. Xem ra đây chính là cách duy nhất. Anh vất vả rồi. Cảm ơn. Vậy làm phiền anh nha. Đi. Cẩn thận nha. Từ từ thôi, đừng bị thương nữa. Coi chừng trật luôn cái chân còn lại đó. Đi thôi.
Cẩn thận nha. Anh người nhớ cẩn thận nha. Anh cũng cẩn thận. Đừng cẩn thận nha. Đi đường bình an. Tạm biệt. Cô yên tâm đi. Có luật sư La trong giường cô ấy. Cô sẽ không sao đâu mà. Chúng ta đừng làm lỡ thời gian nữa. Đi thôi. Cô nghe tiếng động đúng không? Trốn vào một góc đã. Nè, cẩn thận nha.某个夏天，我们遇见，开始你我的缘分，你清澈懵懂的眼神，刹那闪烁的星辰。你的世界真的很小，只能刚好容下我。你是我的家人，陪我成长生活。 生命中有太多的经历，你总不离不弃，你一定为我守护着你。我在这里，你在这里，幸福实在太美丽，就算简单小游戏，也能笑得甜蜜，一点一滴，一点一滴。 我绝对不会忘。